Em Thảo xin chào toàn thể quý vị chị và quý khách hàng. Chào mừng quý vị chị và quý hàng đã quay trở lại kênh bán hàng ô tô cũ giá rẻ. Em Thảo chuẩn bị báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho em xin phép gửi lời kính chúc tới quý vị chị và quý khách hàng có một ngày mới làm việc thật hiệu quả và mạnh khỏe, thành công và lái xe an toàn trên mọi lẻo đường chị nhé. Anh chị nào đang có nhu cầu mua xe hoặc là bán xe, trao đổi xe thì hãy liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0963 040 922. Hoặc anh chị có đến ngay siêu thị ô tô cũ Nhân, địa chỉ bên em có tại ngã tư phố B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm ngay trục đường năm cũ hướng từ Lội Xuôi về Hải Phòng anh chị nhé. Và anh chị làm mới và xem video có ít em Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ em cách cho em xin được đăng ký kênh cũng như là like kênh và rung chuông để không bỏ lỡ một video nào bổ ích về ô tô mà hàng ngày em Thảo đưa lên anh chị nhé. Bên em thì chuyên mua và bán, trao đổi, ký gửi những dòng xe đã qua sử dụng. Nên anh chị là có nhu cầu mua hoặc là bán xe, trao đổi xe thì anh nhanh tay liên hệ trực tiếp với em nhé. Giờ sau đây em xin đi báo giá chi tiết toàn bộ những mẫu xe mà bên cửa hàng siêu thị ô tô cũ Nhiên em được chào bán ạ. Dạ vâng, chiếc xe đầu tiên em Thảo xin phép đi giới thiệu cho chị và các bạn tham khảo một mẫu xe. Form dáng xe thì cực kỳ là đẹp luôn, một mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản Toyota Vios. Chiếc xe này có năm sản xuất là 2019, phiên bản số sàn, máy xăng, mang khối động cơ là 1.5 nha chị nhé. Và em đeo biển số xe là 14A36457. Em mang trên mình sơn xi màu vàng cát siêu đẹp luôn. Đó. Đăng kiểm thì dài miên man đến tận tháng 3 năm 2022. Cũng còn rất là dài. Đó. Xe rất là đẹp chị nhá. Nội thất thì cực kỳ là tươi luôn, màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Đó, chị nhìn nội thất xe cực kỳ là đẹp chị nhá. Với cái mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2017. À em xin lỗi ạ, sản xuất năm 2019. Phiên bản số sàn máy xăng thì bên nhà em Thảo đang chào bán với mức giá là 410 triệu đồng chị nhá. Đấy chị nhìn này, keo chỉ cột kéo nguyên bản theo xe, lốp dép theo xe cả dàn nha chị nhá. Cực kỳ là đẹp luôn này, nội thất rất là tươi luôn. Anh chị là quan tâm yêu thích mẫu xe này nhanh tay alo trực tiếp cho em nhé. Vios sản xuất năm 2019, phiên bản số sàn máy xăng, rất là đẹp luôn. Dạ vâng, tiến về một chiếc xe mang trên mình sơn xi màu xanh đá rất là đẹp. Đó là một mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản Toyota Vios, có năm sản xuất là 2018, phiên bản số sàn máy xăng, mang khối động cơ là 1.5. Và em đeo biển số xe là 98A19409. Với cái mẫu xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 393 triệu đồng chị nhá. Giá trên em bao rút được sơn chị và có hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc chị bạn luôn. Đó, sơn xi thì rất là sáng bóng rồi. Tư nhân một chủ sử dụng từ mới luôn. Và hoàn toàn không chạy dịch vụ taxi chị nhá. Lốp dép còn theo xe cả dàn luôn. Đó, xe rất là đẹp luôn ạ. 393 triệu đồng ạ. Anh chị là quan tâm yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em Thảo nhá. Cạnh đó là một mẫu xe Kia Morning có năm sản xuất là 2017, phiên bản số sàn máy xăng, bản SI bản đủ đấy ạ. Bản SI bản đủ thì đã trang bị đèn bi siêu sáng, xi nhan tích hợp trên gương chỉ điện, gương cụp xe. Với cái mẫu xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 265 triệu đồng chị nhá. 265 triệu đồng. Đăng kiểm còn rất là dài đến tháng 11 năm 2022. Là dòng xoáy thì siêu đẹp luôn, lốp dép thì còn rất là dày. Mang trên mình sơn xi màu trắng rất là trẻ trung. Nên chị đang có nhu cầu mua chiếc xe form dáng nhỏ gọn xinh này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em Thảo theo số điện thoại là 0963 040 922 ạ. Xe rất là đẹp luôn. Cạnh đó là một mẫu xe Kia Morning có năm sản xuất là 2016, phiên bản số sàn máy xăng, mang khối động cơ là 1.25, bản SI bản đủ đấy ạ. Mang lớp sơn xi màu bạc và em đeo biển số xe Hưng Yên 89A08399 đấy ạ. Đó, xe rất là đẹp anh chị nhá. Sơn xi thì rất là sạch sẽ và sáng bóng rồi. Bên em đang chào bán với mức giá là 255 triệu đồng ạ. 255 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning này. Form dáng rất nhỏ gọn và xinh. Rất là tiện với nhà ai mà ngõ nhỏ không đi được hai đầu nhá. Thì một mẫu xe form dáng cực kỳ là đẹp luôn. Dạ vâng, và đây là một mẫu xe đăng ký 2 chỗ ngồi Kia Morning có năm sản xuất là 2016 và bên em chào bán là 175 triệu đồng chị nhá. Cạnh đó là một mẫu xe Hyundai Accent Blue bản hatchback 1 đầu và em mang đeo biển số xe là 12A06428. Với cái mẫu xe này thì bên em đã chào bán là 395 triệu đồng chị nhá.
trang bị hộp số tự động. Đây ạ, chị nhìn lốp dép còn rất là đẹp này. Đó, lốp dép còn rất là dày dặn nha chị nhá. Xi nhan tích hợp trên gương, gương cái chỉ điện gương của xe. Một mẫu xe siêu đẹp luôn. Màn lốp sơn xi màu trắng. Anh chị nào yêu thích mẫu xe Hyundai Accent Blue bản hatchback một đầu này thì liên hệ trực tiếp em Thảo nhé. Trang bị hộp số tự động thì đi cực kỳ là nhàn rồi. Rất là đẹp luôn. Dạ vâng, cạnh đó là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2013 bản G, trang bị hộp số tự động và mang khối động cơ là 1.5. Chiếc xe này thì bản G trang bị hộp số tự động thì rất nhiều tính năng an toàn rồi. Phanh ABS chống bó cứng, chống trơn trượt, xi nhan tích hợp trên gương, gương cái chỉ điện, gương cụp xe. Và bên em Thảo đang chào bán với mức giá là 348 triệu đồng chị nhé. 348 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2013, phiên bản số sàn máy xăng này. Form dáng xe cũng cực kỳ là đẹp luôn. Cạnh đó là một mẫu xe Hyundai i10 bản hatchback một đầu sản xuất năm 2017, tư nhân chính chủ sử dụng, một chủ sử dụng từ mới chị nhé. Và bên em Thảo đang chào, bên em đang chào bán là 252 triệu đồng ạ. Đây chị nhìn này, mẫu xe còn khá là dày. Một mẫu xe còn rất là đẹp luôn anh chị nhá. Hyundai i10 bản hatchback một đầu, trang bị hộp số sàn máy xăng, mã khối động cơ là 1.0 và em đọc biển số xe là 30E97343 với mức giá là 252 triệu đồng ạ. Đó, thì anh chị nào yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em Thảo nhé, theo số điện thoại là 0963040922 ạ. Xe rất là đẹp luôn. Đây ạ, anh chị nhìn phần nội thất này, cực kỳ là tươi anh chị nhé. Đeo biển số xe Hà Nội, rất là đẹp luôn. Sau bên cạnh đó là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2017, phiên bản số sàn máy xăng, mang khối động cơ là 1.5, bản nhẹ xịn đây ạ. Mang lớp sơn xi màu vàng cát siêu đẹp rồi. Chủ xe đã ốp mạ chrome, chân bóng đèn rồi là tay lắm mở cửa này. Phanh ABS chống bó cứng, chống trơn trượt như chị nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Anh chị nào quan tâm yêu thích mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2017, phiên bản số sàn máy xăng thì anh nhanh tay alo trực tiếp cho em nhé. Đăng kiểm còn rất là dài đến tháng 2 năm 2022. Với cái mẫu xe này thì bên nào ạ? Bên em đang chào bán với mức giá là 368 triệu đồng chị nhé. 368 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2017, phiên bản số sàn máy xăng này, mang khối động cơ là 1.5, bản nhẹ xịn đấy ạ. Và tiến về một chiếc xe mang trên mình sơn xi màu bạc và một mẫu xe đăng ký 8 chỗ ngồi Toyota Innova sản xuất năm 2013, phiên bản số sàn máy xăng, mang khối động cơ là 2.0, bản e xịn nha chị nhé. Một mẫu xe đăng ký 8 chỗ ngồi, lốp xe còn cực kỳ là dày này. Đó, chị nhìn lốp xe còn rất là dày nha chị nhé. Đó, nội thất thì cực kỳ là tươi luôn. Bên em đang chào bán với mức giá là 348 triệu đồng chị nhé. 348 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova sản xuất năm 2013, phiên bản số sàn máy xăng này, mang khối động cơ là 2.0, bản e xịn. Đó, phong dáng xe rất là đẹp, sơn xi thì rất là sáng bóng, nội thất tươi. Anh chị nào quan tâm yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo trực tiếp cho em Thảo nhé. Dạ vâng, và vừa rồi em đã quay chi tiết cho chị toàn bộ những mẫu xe mà bên cửa hàng siêu thị ô tô Cũ Huyên em đã chào bán. Anh chị nào quan tâm yêu thích mẫu xe nào thì nhanh tay alo trực tiếp cho em Thảo theo số điện thoại là 0963040922 ạ. Hoặc anh chị có thể đến ngay siêu thị ô tô Cũ Huyên, địa chỉ bên em có tại ngã tư phố Lối B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nằm ngay trên trục đường Năm Cũ hướng từ Lội Xuôi về Hải Phòng với chị nhé. Và anh chị nào mới xem video clip em Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ em cách cho em xin là đăng ký kênh cũng như là like kênh và rung chuông để không bỏ lỡ một video nào bổ ích về ô tô mà hàng ngày em Thảo đưa lên nhé. Từ bữa sau em xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại quý anh chị ở video tiếp theo mà em đưa video lên ạ. Em Thảo xin kính chào toàn thể quý vị và quý khách hàng ạ.